quán cà phê Wiri. Để tôi nói nha. Dạ, quay chiếc xe thôi, giao lưu chiếc đam đỏ với lại các anh em nha. Thưa tất cả các anh em, hôm nay nhân dịp khai trương quán cà phê mầm của đệ tử của tôi, và nhân dịp này xin giới thiệu tất cả các anh em một chiếc đam đỏ đời IC, đời IC màu đỏ. Đây là chiếc xe nguyên thủy 566, chính chủ một cô giáo đứng tên. Giờ hôm nay là mình đã vừa xe và vừa dọn xong chiếc đam đỏ IC. Đây là chiếc đam rim toàn vàng, chỉ có màu sơn là mới dọn lại mới thôi, còn lại xe là chính chủ. Đây một cái dàn máy, ở dưới này có hai cục cửa còn luôn, đây hai cục cửa ở dưới lóng máy này, đuôi cá lắp đầu rim đam, bình răng đứng rim, đầu lòng đam. Nói chung xe này á là nguyên thủy, nguyên chiếc, chính chủ. Xe máy móc đầu lòng nghiêm chỉnh, gắp riêng, đùm riêng của đam, cốt riêng, cốt riêng. Còn dàn trên đó thì đây dàn riêng quay cái đồng hồ, đây cái đồng hồ, đồng hồ còn mới, rất là keng xì beng luôn anh em, đồng hồ đam, hai tay đèn đam rất là mới, cùng riêng nút công tắc đây đây xi nhan trái, xi nhan phải, công tắc kèm kêu đầy đủ ha. Rào chá kiến đèn riêng 100% của đam luôn. Đây đặc biệt dàn xe này là cái chữ A chưa có sơn lại, chữ A này còn riêng từ năm 66 đến bây giờ mà vẫn còn nguyên vẹn màu đỏ nè anh em. Đây chữ A riêng, dàn tem này riêng nguyên thủy, dàn tem cũ còn đây nha, tem chữ A còn đây. Rồi giờ lần lượt xuống đây này. cái bờ cổ này nè, bờ cổ là màu đỏ riêng, anh em thấy phân biệt chưa, màu đỏ riêng rồi. Từ xưa tới giờ còn lại đây màu đỏ đây. Rồi chạy xuống đầu lòng nghiêm chỉnh, nắp đuôi cá đam, nắp đuôi cá đam, cần số của đam màu chì này nè, đây là màu chì đây. Rồi cản đam, chân chống chống đứng là của đam luôn nha. Rồi sườn gạch tê nước sơn riêng, đây gạch tê riêng nhưng mà có sơn dọn lại, sơn mới. Nắp cốp là của Thái, cốp là của Thái, hàng Thái nha anh em, ba ga hàng Thái. Đây phuộc riêng, đây ba cái cốt đam còn nguyên anh em, cái cốt máy thấy không, cốt đùm trước cốt đùm sau màu chì đây, hai ốc phuộc màu chì của đam. Hai ốc này là riêng theo xe nha, hai ốc này là riêng theo xe đây. Hai cái tay đèn ở sau, đèn chỉ dăng sau là riêng của xe. Quay lại đây cho thấy rõ đây, tay nước sơn vô, tay nhôm giống như 67 nha anh em. Hai tay này là riêng 100%, hàng theo xe từ xưa tới giờ còn lại. Rồi đuôi đèn riêng, chụp xi nhan riêng, phuộc riêng. Rồi đầm đam bắt thắng cố đam luôn. Đây cố đam. Rồi lần nữa đến tới đây, giò đạp riêng. Giò đạp này hơi cao chứ máy này đi nồng 70 nha anh em. Rồi càng thắng riêng của đam màu chì, nắp nồi còn nước sơn rất đẹp, và ti nhớt cũng riêng luôn. Nói chung cái dàn ốc máy, nồi, đuôi cá riêng, đầu lòng riêng nghiêm chỉnh, bình xăng riêng, bao tử kèn riêng đây, bao tử kèn riêng kêu rất là lạnh lót luôn các bạn. Yên này thì yên mới hàng mới, còn lại xe riêng rất là nhiều anh em,
Bây giờ test máy cho anh em nghe. Máy rất im, không giọng, không kêu, không hú. Máy bao im luôn. Thấy bố lại không? Đây. Gia gia bên tì là im, quá im luôn, không giọng, không hú gì hết, bao luôn, máy bao. Anh em có nhu cầu xin liên hệ. Số điện thoại 0907 044 121 nha. Thôi bị chối lên. Xe này giấy mới, cái bộ giấy không là hết bao nhiêu rồi mà, rất là giá trị. Xe 5 số và hồ sơ giấy mới, giấy già, bao, rút hồ sơ. Xe chính chủ.